Hello, xin chào cả nhà mình nhé. Thì cũng lâu quá Toàn chưa hướng dẫn lại cả nhà mình cách trồng một cái cây hồng môn nha các bạn ha. Hồng môn là một dòng dễ chăm các bạn ha. Nhưng mà có nhiều bạn thì không biết cách thì nó cũng sẽ rất là dễ chết nha các bạn ha. Đây là một cái dòng cây mà nó vừa ra lá mà vừa ra hoa. Để trong nhà thì rất là đẹp nha các bạn ha. Đó. Thì đây là một cái mẫu mà Toàn đã trồng cho các bạn xem nè. Đó. Nghĩa là Toàn dùng một cái bình nước ở phía dưới này nè. Dưới này nó có nước. À, và một phần ở trên này Toàn sử dụng đất đó, gọi là chúng ta một nửa là đất, một nửa là nước các bạn ha. Sau một thời gian chúng ta chăm á, cái phần trên đây này nó ra rễ cho nên nó khỏe, thì nó đi rễ xuống cái dưới cái này và nó xuống cái bầu này. Khi mà rễ nó đã xuống bầu này khỏe rồi thì chúng ta xé cái bầu bị này chúng ta bỏ luôn các bạn ha. Thì lúc đó chúng ta sẽ sống, nó sẽ nằm trong một chậu chân cách tỉ như thế này đó. Trên này nó ra rễ dưới đây này sẽ rất là đẹp nha các bạn nha. Đó, và cây Toàn đang trồng ở trên, cái bì ở trên là Toàn sử dụng đất, còn ở phía dưới là chúng ta sử dụng nước. Và cái này nó nằm ở 3 tầng, cái nữa bạn nhìn kỹ nó sẽ có 3 tầng này. Tầng đầu tiên là phân đất và phân bón này các bạn ha. Tầng tiếp theo là cát, ở phía dưới cái bì này Toàn có sử dụng một lớp cát để nó lọc. Nó lọc thì khi mà chúng ta tưới nước thì những cái phần phân và những cái phần chất thải nó không bị lọt vào cái phần cát này các bạn ha. Cát nó sẽ giữ lại một phần thì nó sẽ không bị lọt xuống nước này, để cho cái nước dưới này nó trong các bạn ha. Đó, để nước như này nó trong thì nhìn cái bộ rễ phía dưới này nó nổi trên đây nó sẽ đẹp. Đó, ngoài ra chúng ta trồng ở trên đây chúng ta có thể sử dụng là một cái bị hoặc là một cái chai nhựa nữa. Thì cái bị và chai nhựa này bị trắng thì khi mà cái rễ nó bao hết cái bị này này nó sẽ ra cái phần rễ trắng, nó cũng rất là đẹp phía trên ha. Đó là một cây hồng môn các bạn ha. Và đây là cái con thường ươm ra rất là nhiều nha các bạn ha. Rất là dễ chăm các bạn, đừng có ngay cả cây con ta tách giết thì chúng ta chơi cũng được, không cần nhất thiết phải là những cây lớn đâu. Đó. Thì đây Toàn sẽ làm lại từ đầu chi tiết từ A đến Z cho bạn đối với cái cây này. Đối với cây này cho bạn xem. Thì đầu tiên chúng ta một á, là chúng ta sử dụng một cái bình thủy tinh như này có nước như này. Hai, các bạn nào không có bình thủy tinh á thì các bạn có thể là cái bình thủy tinh này các bạn mua trên Shopee 13.000 một cái thôi nha bạn ha. Còn nếu bạn nào không có bình thủy tinh á, chúng ta dùng những cái chai nhựa, chúng ta cắt cái đầu miệng chai nhựa phía trên đi. Đó, cắt đầu miệng chai nhựa phía trên đi. Sau đó chúng ta lộn ngược cái đầu của chai nhựa, chúng ta úp ngược xuống rồi chúng ta đổ cát như thế, chúng ta làm như thế này. Đó, nếu chúng ta không có cái chai thủy tinh và bị nhựa thì chúng ta sẽ làm như vậy. Khi các bạn tưởng tượng như cái chai nhựa như này này, bạn cắt ngang ra. Đó, sau đó cái phần này này, bạn đục lỗ ngay chỗ đây. Bạn đục lỗ nhỏ ở chỗ đây, xong đó các bạn quay ngược cái đầu này, bạn đưa ngược xuống lại đây. Thì ở trên này chúng ta sử dụng phần đất, phía dưới này chúng ta sử dụng nước, các bạn hiểu không? Đó, chúng ta cũng là một cách chân cách thủy như vậy. Thì hôm nay Toàn sẽ sử dụng cái này, Toàn hướng dẫn làm theo cách bị. Thì đầu tiên chúng ta chuẩn bị một cái bình nha các bạn ha. Đó, Toàn chuẩn bị một cái bị nhựa bong bóng như thế này. Bị nhựa nó nhỏ vừa với cái miệng trọng này thôi. Đó, vừa với miệng trọng này. Nếu mà các bạn không có bị, không có bị chai này, làm giống như Toàn nói này đó, các cái miệng chai rồi úp ngược đây. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng một số cái loại phân bón mà Toàn trộn sẵn đây. Các bạn nào không có những phân bón trộn sẵn như thế này á, một là các bạn có thể inbox toàn bán là 1 kg và 30.000 nha các bạn ha. Thì trong này nó gồm rất là nhiều loại như là đá Bushmix này, rồi chấu này, rồi phân bón hữu cơ này, cốc 85 chỉ nấm này, Chico này, phân vi sinh này, vân vân. Trong này toàn trộn này rất là nhiều trong này nha các bạn ha. Các bạn mua về chỉ nhiều cuộc chơi thôi, không làm gì nữa cả. Đó. Còn không, nếu các bạn không có cái dạng này thì các bạn cứ trồng cát, chúng ta trộn với phân bò nha các bạn ha. Cát trộn với phân bò là chúng ta trồng được rồi. Để cho nó thoát nước nhanh này. Phong bò thì nó có dinh dưỡng, nó tạo cho nó nha các bạn ha. Rồi ok, Toàn bắt tay Toàn làm luôn. Thì việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ dùng cái bị này. Toàn dùng một cái bị này, Toàn đổ cát vào nha các bạn ha, Toàn đổ cát vào. Đây, Toàn đổ một ít cát vào này các bạn thấy không? Toàn đổ một ít cát vào. Sau đó Toàn mới bo chặt cái bị này xuống. Bo chặt cái bị này xuống này các bạn. Đó, Toàn bắn chặt lại như thế này. Để gì? Để cái phần cát nó chặt nha các bạn ha. Nó chặt thì nó không có nước nó xuống, mà tứ nó không có bị đi xuống cái phần dưới. Đó, chúng ta chặt như thế này rồi chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải cắt. Ta cắt cái hai cái đầu này các bạn. Để khi mà cái rễ nó đi xuống nó sẽ đi qua phần những cái miệng bị như này. Các bạn ha. Chúng ta dùng kéo chúng ta cắt. Toàn cắt hai cái đầu này các bạn. Đó, Toàn cắt hai đầu để cho nước nó xuống này. Các bạn nào thích thì chúng ta có thể chọt thêm vài lỗ ở đây nữa, đấy các bạn ha, không sao cả. Đó, lần đầu chúng ta tưới xuống thì cát nó sẽ xuống phần dưới, cát này sẽ xuống một ít xuống dưới nha các bạn ha, nhưng mà không sao cả. Sau đó chúng ta bỏ cái phần cát này vào cái miệng đây nha các bạn ha. Thì chắc chắn Toàn sẽ lấy cái nước ra lại nha các bạn ha.
Tí nữa chúng ta sẽ đổ nước vào sâu, tại vì chắc chắn khi chúng ta tưới nước, tiếng là vào cái coi rồi chúng ta tưới nước thì nó sẽ chảy một chút ít khác, là chúng ta rửa lại cái sâu. Đây các bạn, chúng ta đè xuống này, đè cái bị xuống, đè cái phần cát nằm xuống đó, chúng ta sẽ thấy một có một phần cát nằm ngay cái miệng bình, đúng không? Ngay cả cái chai nhựa cũng vậy nha các bạn ha, chúng ta sẽ đè như vậy thì nó sẽ có một phần cát đè như vậy đó, chúng ta sẽ được một cái như thế này đó. Rồi tiếp theo này các bạn ha, tiếp theo toàn sẽ phá vỡ cái bầu này ra. Đó, toàn phá vỡ nó ra để lấy cái phần rễ nha các bạn ha. Cái này ra hoa rất đẹp nha các bạn ha, nó là cây hồng môn nha các bạn ha, và cái mặt hoa của nó là màu đỏ nha các bạn ha. Khi mà cái cây nó đủ độ tuổi thì ở phía dưới này nó sẽ mọc lên những cái phần đỏ, và ở phía dưới gốc này nó đẻ những cây con. Các bạn thấy này, như cái cây già này nó đẻ được hai cây con nè các bạn. Các bạn có thể tách hai cây con này ra để dưỡng nuôi này. Đó, như toàn thì toàn tách cây con rất là nhiều, còn tách cây con nhỏ là toàn dưỡng nuôi này, các bạn thấy không? Đó, chúng ta tách cây con này, chúng ta nuôi, chúng ta chơi từ từ chúng ta sẽ được rất là nhiều cây. À, cách tách nó cũng dễ thôi, các bạn cứ nắm thì chúng ta giật ra tôi lấy một phần rễ con của nó là được. Như thằng này thôi, toàn trồng cho nó rậm lên cho nó đẹp luôn, toàn không có tách nha các bạn ha. Đó, chúng ta cầm nhìn cái rễ này, những cái rễ nào mà nó chết thì chúng ta bỏ đi, chúng ta không giữ nha. Trồng thì canh thì chúng ta bỏ những cái rễ đi, không nhất thiết phải giữ rễ làm gì. Còn cái rễ nào cần nên giữ thì giữ, rễ nào chết thì giữ. Đây là cái phần đây rễ tư hết này các bạn, những đầu rễ tư rất đẹp nha, nên chúng ta sẽ quyết định giữ. Thì toàn sẽ quấn rễ tròn nó lại và toàn bỏ nó vào cái bầu này. Đó, chúng ta bỏ từ từ thôi các bạn, phần rễ này nó hơi lớn này, hơi nhiều này, thì các bạn tùy vào ra. Nếu mà cái rễ nó nhiều quá thì chúng ta trồng vào những cái bầu thủy tinh to hơn, hoặc là chúng ta trồng vào những cái bị to hơn nha các bạn ha. Còn ở đây toàn ép nhỏ và toàn chơi thôi, toàn không có trồng to. Mai mốt tính tiếp các bạn ạ. À, cứ từ từ là chúng ta ép to hơn sao đó. Nhưng mà nhỏ thì nó khó ép, nó dễ gãy rễ. Các bạn nào làm chưa chuyên nghiệp thì chúng ta chơi cái bình bự hơn xíu nha các bạn ha. Cứ từ từ chúng ta thả xuống thôi, các bạn cứ làm cẩn thận nha. Nó gãy một hai cái rễ cũng được, không sao đâu, chẳng ảnh hưởng gì, tại vì bộ rễ nó rất là nhiều và dày. Đó, đơn giản chúng ta thả nó vào thôi các bạn, ai làm cũng được các bạn. Mình thấy nó những cái vật dụng này rất đơn giản. Cái bị thì chúng ta mua ngoài chợ rất là nhiều này, mua có 5.000 nó là một lạng hai lạng gần cả trăm cái rồi. Còn cát thì ở đâu cũng có. Cái bình thủy tinh này chúng ta lên Shopee chúng ta search bình thủy tinh thì nó sẽ bán như là 13.000 một cái. Còn không thì chúng ta làm giống như còn nói hồi nãy, chúng ta dùng một cái chai nhựa, chúng ta cắt nửa cái đầu chai lên. Đó, chúng ta ụp lại cái đầu cái phần đầu chai, chúng ta ụp ngược lại, chúng ta đổ cát một phần cát đầu còn lại một phần, là chúng ta sẽ gắn rễ vào và chúng ta đổ cái phân bón phía trên, đất trộn trên ha. Đất trộn các bạn có thể mua của toàn, còn không có đất trộn thì chúng ta cứ trộn cát với phân bò chúng ta chơi thôi. Đất trộn này toàn bán cũng rẻ thôi, 30.000 một ký các bạn ạ. À, sau này cây nó lớn rồi, nó đi rễ xuống cái phần bầu thủy tinh ở phía dưới rồi thì bảo đảm các bạn sẽ rất ok. Lúc đầu chúng ta thấy cái này nó cứ lát que nó lại, nó yếu vậy, không sao đâu các bạn. Khi ta chúng ta đổ đất vào thì nó sẽ dựng thẳng lên nha các bạn ha. Ok, giờ toàn sẽ đổ đất vào đây, toàn sẽ quay qua phía bên đất toàn đổ cho các bạn xem nhé. Toàn quay camera qua nhé, các bạn thông cảm chờ một xíu nhé. Đó, như thế này các bạn, toàn đổ đất. Đất thì đơn giản thôi, tí nữa chúng ta đổ đủ đất thì nó sẽ cứng cái bầu lại các bạn ha. Đó, chúng ta đổ mà cái đất nó vừa đủ, nó cứng thì nó sẽ, đó, chúng ta cứ lắc cái bụi này nó sẽ xuống thôi cả. Đất này là đất còn trộn nha các bạn ha, phân bón đầy đủ hết trong này nè. Quy trình làm đơn giản thôi, toàn làm chi tiết cho các bạn xem, cho nên là chắc chắn là video nó sẽ hơi dài nhưng các bạn thông cảm, nhưng mà cũng không dài lắm đâu các bạn chịu khó xíu thôi, dành thời gian ra khoảng 10 phút thôi, 8 đến 10 phút thôi hoặc 9 phút thôi là các bạn có thể thấy cái cách làm đơn giản vậy. Chúng ta lắc mít cho các bạn ha, chúng ta cứ lắc, chúng ta gõ như thế này cho nó dày phía dưới nha, cho cái nó dày, nó sát phía dưới, nó thẳng cái bị lên thì nó sẽ đứng cái cây lên nha các bạn ha. Tại nó dày thì nó sẽ đứng, nó chặt cái vào đất thì nó sẽ đứng cái cây lên. Còn đưa cái rễ vào giữa xíu nha, đổ bên đây, đổ bên đây cho nó đều các bạn ha. Cái đá trắng đó chính là đá perlite các bạn ha, còn cái đá sủi bọt là đá núi lửa, nó đá busime. Đó, những cái phần này toàn mua và toàn trộn đó các bạn, chứ không phải tự nhiên mà có đâu. Đó, bên nào chưa đều thì chúng ta đổ cho nó đều, nó căng ra. Đó, như bên này chưa có này các bạn, còn không thì chúng ta chịu khó lách gõ cho nó xuống nhé cả ha.
Đó, phần rễ chén nó nằm ở bụi rất là đẹp nha các bạn ha. Bóp gọn chúng ta đè cho nó chắc. Những phần rễ nào mà lỡ nó nổi mặt trên thì cũng không sao đâu các bạn, nó không có chết đâu mà sợ cái này ha. Đó, chúng ta khi chúng ta đổ vào á thì toàn bộ khi nào phần đất nó dày rồi nó sẽ đứng lên như thế này các bạn. Đây toàn quay lại phía bên này cho các bạn xem. À, các bạn chịu khó xem nha. Đó, thì nó sẽ đứng lên như vậy các bạn, và cái bầu nhựa nó không có bị rớt nha. Tại vì bầu đất nó chặt rồi các bạn. Đó. Đó, nó chặt lại như thế các bạn ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ nước. Chúng ta đổ nước vào nha các bạn ha. Toàn sẽ đổ nước từ từ vào cho nó này. Đổ nước rồi thì chúng ta sẽ đổ nước, cứ đổ đài luôn, khi nào nó chảy nước cũng phần phía dưới bình thôi nha các bạn ha. Thì nó sẽ chặt cái bầu đất lại. Đó, chúng ta cứ đổ đi. Rồi sau đó chúng ta rửa phần lá và chúng ta đem vào để trong nhà thôi các bạn. Cây này là cây ưa mát bán phần nha các bạn ha. Nó không thích ánh nắng trực tiếp, chúng ta để ánh nắng trực tiếp thì cây nó sẽ không, nó sẽ bị cháy lá nha các bạn ha. Nó bị chết dần. Nó không thích ánh nắng nhiều nha các bạn ha. Ánh nắng sơ sơ thôi thì nó sẽ cho một cái lượng hoa rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không, khi chúng ta tưới nước này, tưới nước này, cái phần phần nước nó sẽ trong cái bị nó sẽ nhỏ từ từ xuống này các bạn ha. Những cái phần nào nó lỡ nó xuống nó dơ thì nó sẽ dơ. Nhưng mà đầu tiên bây giờ chúng ta lấy lên này, cho nó chảy nhiều hơn một xíu đi các bạn. Chúng ta cố tình lấy lên cho nó chảy nhiều hơn một xíu này. Đó, các bạn thấy không? Chảy đến khi nào nó không còn chảy được nhiều nữa, kệ nó, cứ để nó chảy nha các bạn ha. Đó. Rồi, sau khi nó chảy được như thế này rồi thì chúng ta rửa cái bình này. Đó, ta rửa chúng bình này cho nó sạch sạch một xíu, chúng ta đổ nước máu vào. Đó các bạn ha. Đây chúng ta sẽ đổ nước máu vào. Toàn đổ một cái nước máu vào cái bình máu này luôn nha các bạn ha. Cái bình cũ toàn không dùng. Ta đổ một nước thiệt sạch vào cái bình máu này luôn nha các bạn ha. Rồi, chúng ta tưới nước một lần như thế và chúng ta lại đãi lại. Thả lại nha các bạn ha. Bây giờ thì phần ấy nó sẽ nhỏ nước từ từ. Đó, cái phần bầu dưới nó sẽ sạch. Đến khi nào cái rễ nó chặt thì chúng ta cứ dày thêm, chúng ta trồng thì cái rễ phía dưới cái nước chúng ta chỉ thay dần, miếng phía nước phía dưới nó sẽ sạch cái bình nha các bạn ha. Rồi còn bình này chúng ta cắt qua thôi. Nãy cái bình này chúng ta thay thế cho nó chảy hết đi những cái, nó chảy hết những cái phần dơ xuống đi các bạn ha. Phần dơ hết đi, rồi còn lại giờ cái phần sạch nó giữ lại. Thì giờ nó chỉ cần nhỏ từng giọt thôi các bạn, hãy nhìn kỹ đây. Nó nhỏ từng giọt trong cái bình xuống này. Đó, chứ nó không có nhỏ nhiều như các bạn ha, và chúng ta có một cái bình coi như thế này. Đó. Thì sau này chúng ta trồng cái bộ rễ này nó nổi xuống này các bạn. Bộ rễ này nó nổi xuống và nó nổi chạy khắp cái vị này. Và nó đi xuyên qua hai cái lỗ mà chúng ta khui phía dưới, nó sẽ đi xuống dưới bầu này. Và nó nuôi cái cây này chúng ta sẽ nhìn rất là đẹp đó. Đó là cách mà chúng ta trồng một cái cây cách thủy thôi. Trồng cách thủy đơn giản như vậy thôi. Đó là cây hồng môn ha. Đây. Chúng ta trồng vậy. Có rất là nhiều cách trồng, nhưng mà đối với Toàn thì Toàn trồng vậy, đơn giản như vậy thôi. Còn bạn nào muốn tham khảo những cách trồng khác thì chúng ta lên YouTube chúng ta search rất là nhiều nha các bạn ha. Có rất là nhiều người hướng dẫn. Không chỉ phải là riêng Toàn đâu. Nhưng mà cách nào bạn làm các bạn cứ làm, các bạn thử nghiệm cách nào các bạn có thể trồng nó sống được thì các bạn làm cách đó nha các bạn ha. Cách nào đơn giản với mình nhất, thân dùng mình nhất, dễ làm gì mít với mình nhất thì mình làm. Còn cách nào nó khó quá thì thôi. Ok, video nó dài, Toàn xin phép kết thúc video này nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Mọi người có cần inbox gì thì inbox qua Toàn, là số điện thoại của Toàn là 0388141679. Một số Zalo của Toàn là 0909943262 cả nhà ha. Cả nhà nào muốn mua cây hồng môn giống thì mua hồng môn giống, và cả nhà nào muốn mua cái đất trồng thì cái đất trồng này thì Toàn cũng bán đất trồng luôn, 30.000 một ký, Toàn sẽ gói bì Toàn bán cho cả nhà mình nha. Đó, cái hồng môn như thế này chúng ta, đây là một cái tơ nha các bạn ha. Ok. Ok, Toàn xin phép kết thúc video đây.